À, chào mừng các bạn quay trở lại với A2Z English nha. À, thì tôi nhắc nhở các bạn là sao? Tất cả những cái bài tập và file nghe của từng bài học thì tôi sẽ đưa lên cái nhóm Facebook có tên là Tự học tiếng Anh A2Z English. Thì cái đường link dẫn vào tôi để ở dưới cái phần mô tả của mỗi video này các bạn. À, chúng ta học càng ngày càng nhiều, độ khó tăng lên, được chưa các bạn? Chính vì vậy tôi yêu cầu các bạn về nhà cần phải làm bài tập ở nhà, luyện nghe ở nhà, được chưa các bạn? Các bạn luyện nghe theo từng bài hội thoại, sau đó các bạn tập nói theo giống với người ta, đó là các bạn sẽ giúp cho các bạn sao nói được tiếng Anh tốt, được chưa? Các bạn bắt buộc phải tập nói theo từng bài hội thoại, được chưa các bạn? Thì chúng ta mới nói tiếng Anh giỏi được. Chứ các bạn đừng có đi tìm kiếm bí kíp ở đâu xa. Tất cả những bí kíp tôi chỉ cho các bạn là đầy đủ lắm rồi đó các bạn. Cái vấn đề là sao các bạn phải thực hành, nhớ là phải tập nói theo từng bài hội thoại, nghe và nói bắt chước giống hệt với người ta là các bạn thành công rồi. Ok rồi, it's time to review, đến giờ ôn tập cho các bạn rồi. Look at the board rồi, and these are some old vocabularies, và đây là những cái từ vựng cũ bài hôm trước nha các bạn. Rồi chúng ta có rượu vang là gì các bạn này? Wine. Wine. There are some wines in the fridge. Có một ít rượu vang ở trong tủ này. Yes. Tiếp theo chúng ta có cái lọ jar. Jar cái lọ. Rồi, that's a jar of sugar. Đó là một cái lọ đường. That's a jar of sugar. Ok. Rồi chúng ta có cái chai, chai học lâu là bottle. 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 And there are some bottles under the desk. Có một vài cái chai ở dưới cái giường. Ok, rồi chúng ta cứ bình jug. Jug. Sorry. Jug. 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 Is that a jug? No, it isn't. But what is that? I don't know. Go on, rồi quả chuối. A banana. 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 Ok, do you like bananas? No, I don't. Ok, and does she like bananas? Yes, she does. Ok, rồi tiếp tục là các bạn là chúng ta có củ hành. Onion. Onion, củ hành. Ok. I don't like onion and they don't like onion. Ok, họ cũng không thích luôn. Ok. Rồi chúng ta có bơ. Bơ thì các bạn là butter. 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 Butter is very good. Bơ thì ngon đó các bạn. Butter is very good. For my cheese. 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 There's some cheese in the fridge. Có một ít phô mai trong tủ lạnh đó. Ok. Rồi chúng ta are you hungry? Bạn có đói không? Are you hungry? There's some cheese in the fridge. Rồi chúng ta có quả cà chua ở tomato. Tomato. Tomato is red. Quả cà chua thì màu đỏ. Ok. Rồi. Chúng ta có nấm mushroom. 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 Ok. Nấm. After the rain, sau cơn mưa các bạn. There are not a mushroom in a forest. Có nhiều sau cơn mưa thì có nhiều nấm ở trong rừng các bạn. Ok, rồi chúng ta có tủ lạnh là fridge. Ai biết rồi, còn tủ đông freezer. 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 Ok. Are there any freezer in your kitchen? Có bất cứ cái tủ đông nào ở trong phòng bếp nhà bạn không? Yes, there are or no, there aren't. Okay. And how many freezers are there in your kitchen? Có bao nhiêu tủ đông trong cái phòng bếp nhà bạn? And there is one. Có một cái thôi. There's one. The thịt meat. 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 Do you like dog meat? Do you like dog meat? Dog là con chó. Dog meat là thịt chó. Do you like dog meat? Bạn thích thịt chó không? I really like dog meat. Tôi rất là thích thịt chó đó các bạn. Ok. Và chúng ta có món hamburger. 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 Hamburger is very expensive. Hamburger is very expensive. Hamburger thì nó rất là mắc tiền. But it isn't delicious. Nhưng mà nó không ngon các bạn. Ok. Rồi tiếp tục nha. Chúng ta có đậu. Đậu. Chúng ta có con gà và thịt gà. Chicken. 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 This is chicken. Đây là thịt gà. And these are five chickens. Đây là 5 con gà.
Rồi, chúng ta có một người là person. Danh từ này danh từ đặc biệt, dạng số nhiều của nó không có thêm s mà chúng ta có từ riêng là people. People. And that's a person, đó là một người. Okay. How many people are there in your family? Có bao nhiêu người trong gia đình bạn? There are four people in my family. Có bốn người trong gia đình thôi. Okay. Rồi chúng ta học chữ nhiều, có bốn chữ nhiều thì các bạn này. A lot of. Okay. Rồi lots of. Rồi. Và gì các bạn? Many. Và much. Rồi các bạn chú ý rồi. Hai cái này có thể dùng cho cả danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Ok. Và đã là danh từ đếm được đi, hai cái thứ này phải đưa về dạng số nhiều. Còn many chỉ dùng với danh từ đếm được và nó mang nghĩa là nhiều, nên danh từ đếm được nó phải đưa về dạng số nhiều. Ok. Còn much thì chỉ có dùng cho danh từ không đếm được. Rồi các bạn. Tôi có các bạn. I have. Rồi không dùng chữ tôi nữa, dùng chữ khác đi. And we have chúng ta có, we have a lot of friends. Chúng ta có nhiều người bạn. Nhiều người bạn là danh từ đếm được phải đưa về dạng số nhiều. Chúng ta có thể sử dụng sao? À, một trong gì ấy, ba chữ này, còn chữ này không xài được. Ok, bởi vì đây là danh từ đếm được. Rồi tiếp tục nào. Rồi các bạn. Rồi có nhiều for my, there is. Ok, có nhiều for my ở dưới cái bàn. There is a lot of. A lot nối sang được a lot of. Các bạn chú ý tới cách nối âm. Cái từ quấy của một từ, được chưa? Nó là phụ âm. Và cái từ tiếp theo nó bắt đầu nguyên âm thì chúng ta có thể nối sang. Ok. Rồi. A lot of. Các bạn dần dần sẽ quen nó. There is a lot of. Rồi. For my cheese. Cheese. Nhiều for my. For my danh từ không đếm được nên không thêm. Không thêm gì hết. Ok. Go on. Rồi. Chúng ta không dùng chữ này. Chúng ta dùng chữ này các bạn. Lots of. Cái này là lots of, còn đây là a lot of, cái này đọc nối sang lots of, âm v nhẹ sau. Không dùng chữ này, chúng ta có thể dùng chữ much, âm ch nhẹ, much. There's much cheese, but however, we cannot use many, nhưng mà chúng ta không thể dùng. We mustn't use many, chúng ta không thể dùng sao chữ many. Tại sao vậy? Đây là danh từ không đếm được. Ok, rồi. Trong bài chúng ta cũng học cấu trúc hỏi về số lượng, đó là how many và how much. Để hỏi số lượng bao nhiêu cái gì, được chưa các bạn? Chúng ta luôn luôn dùng how many và how much. How many và how much. Rồi. How many để hỏi về số lượng là danh từ đếm được. Còn how much dùng hỏi với số với danh từ là sao không đếm được. Và đã là how many thì danh từ bao nhiêu cái gì, danh từ đếm được theo sau phải đưa về dạng số nhiều. Còn how much đương nhiên là danh từ không được thì đâu cần phải đưa về dạng số nhiều, số ít thì đúng không các bạn? Rồi ví dụ các bạn. How many students are there in the classroom? How many students có bao nhiêu học sinh bây giờ có? Thì đây là câu hỏi, phải đảo lộn cấu trúc lên. Rồi, are there? Rồi, ở trong, in the classroom, ở trong lớp học. Yes, nhìn không các bạn? Ok, classroom. Rồi, trả lời cho tôi. À, bây giờ có một thì nó làm sao các bạn này? There's, có một học sinh thôi. There's a student. Rồi, trong lớp học, in the classroom. Rồi, bây giờ giả dụ sao? À, có nhiều học sinh nữa, các bạn này. And there are, okay, many students. Okay, be around các bạn, be around. Rồi, trong lớp học. Rồi, tương tự như vậy hỏi, có bao nhiêu rượu vang ở trong cái chai? Rượu vang danh từ không cũng được dùng how much. How much wine? Rồi, đây là số ít, danh từ số ít. Ok, danh từ không cũng được. Chính vì vậy sao các bạn? Chúng ta phải dùng cấu trúc này is there. Câu hỏi đảo lên động từ to be đứng trước phiên there. Is there có bao nhiêu? Có bao nhiêu rượu vang? Bây giờ cái cụm từ chỉ vị trí sẽ đứng ở phía sau. In the bottle. Rồi. À, có nhiều. Có nhiều lắm sao các bạn này? There. Tôi ghi đây.
There's, đọc tắt đi, there's a lot. Ok, các bạn có thể nói tắt, nói không vậy cũng được. A lot, danh từ rượu vang đã có ở trên. Hoặc các bạn có thể nói là there's a lot of wine. Các bạn có thể thêm cái chữ này vào phía sau hoặc không cần nói nó cũng được. Ok, tại vì đã được nhắc ở trên câu hỏi rồi. Được chưa? Ok. Rồi bây giờ chúng ta đưa thêm những trường hợp khác nữa. Bây giờ sao? Có bao nhiêu người trong nhà bạn người, danh từ đếm được và dùng how many, how much? Đương nhiên how many. How many thì các bạn là people. People. Có bao nhiêu người trong gia đình bạn? How many people are there? Are there? Tôi ghi gần ở đây. Are there in your family? Family. Rồi, có 4 người nữa các bạn. There are four people. Có 4 người, yes. Có thể nói trong gia đình của tôi. Ok. In my family. Family. That's ok. Rồi, giờ chúng ta đổi sang cái động từ thường đi. Động từ có, have. Ok. Bạn có bao nhiêu đứa trẻ? Ok. Không dùng chữ bạn, nó dùng chữ khác đi. À, anh ấy có bao nhiêu đứa con? And how many? Một đứa con thì các bạn là a child. Bây giờ danh từ chuyển sang số nhiều thì children does he have. Ok. Rồi trả lời sao? He has. Bây giờ trả lời là he has. He has. Ok. He has two children. He has two children. He has two children. Anh ấy có 2 đứa con. Ok. Rồi tương tự như vậy bây giờ. Họ có bao nhiêu? Dùng từ mới nhá. Tôi lật ra đi. À, họ có bao nhiêu cái tủ lạnh. Ok. How many tủ lạnh thì các bạn này? Fridge. Fridge. Rồi, phải đưa với đại số nhiều thành fridges. Fridges. How many fridges họ có? Do they have? Do they have? Ok, bây giờ trả lời họ có sao? Họ có hai cái tủ lạnh. Làm sao? They have. Tôi ghi trên này câu trả lời này. They have. They have two fridges. Rồi, đưa xem tương tự như vậy. Bây giờ mình thay đổi sao? Cô ấy có bao nhiêu? For my danh từ không được dùng how gì? How much for my cheese? Dùng từ khác đi. Butter. How much butter? Cô ấy, bao nhiêu bơ? Rồi cô ấy có. Does she have? Câu hỏi đưa đơn trước chữ từ S1. Does she have? Cô ấy có bao nhiêu for my? Trả lời she has. Cô ấy có. She has. Ok. She has. She has nhiều. Much. Butter. Nhiều quá tôi không biết số lượng chính xác. Rồi ok. Tôi đổi động từ khác đi. À cô ấy muốn bao nhiêu? Cô ấy muốn bao nhiêu nước? Nước à, how much? Nước danh từ không được. How much water? Rồi cô ấy muốn. Does she? Động từ muốn là gì các bạn? Does she want? Does she want? Ok. How much water does she want? Bây giờ nói cô ấy muốn she want. Chủ từ S1, câu trả lời động từ phải thêm S vô. She want một chai, a bottle, một chai, ok. Ý ở đây là một chai nước. Listen and repeat, lắng nghe và đọc lại. Các bạn nên nhớ là tôi dạy sẽ rất là nhiều để cho các bạn, nên các bạn cần phải cố gắng. Nếu anh chị nào không cố gắng sẽ không có theo kịp được chương trình của tôi. Và cái thứ hai nữa, tại sao tôi phải dạy nhiều? Tại tiếng Anh có rất nhiều, nếu mà tôi dạy loe ngoe một vài chữ một, tôi nói các bạn coi video của tôi cả một năm trời, các bạn không tiến bộ được bao nhiêu, một chút xíu rồi. Nên bài học của tôi sẽ dạy rất là nhiều các bạn. It's a real bargain. Đó là một món hời. Tuy nhiên, một món hời bao giờ cũng đòi hỏi sự cố gắng và nỗ lực. Ok. Nếu không có cố gắng nỗ lực thì các bạn không bao giờ theo kịp được, bạn không thể học được tiếng Anh. Rồi, listen and repeat. Lắng nghe đọc lại. Listen carefully and repeat. Okay. How many students are there in the classroom? There's a student in the classroom. And there are many students. Tôi quên ghi chữ S này. Ok. There are many students in the classroom. And how many people are there in your family?
And there are four people in my family. And how many children does he have? And he has two children. And how many fridges do they have? And they have two fridges. And how much wine is there in the bottle? And there's a lot of wine. And how much butter does she have? And she has much butter. And how much water does she want? And she wants a bottle. She wants the bottle. Okay. And listen and repeat. Nghe âm này. Wine. Âm N rất nhẹ sau. Wine. Wine. Các bạn phải bật âm mồm vẫn bật chữ N nhưng mà không ra âm. Wine. 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 Nếu đọc là wine thì là ra khác nha. Okay. Jar. Bottle. Jug. Jug. Banana. Onion. Butter. Cheese. Tomato. Tomato. Mushroom. Freezer. Meat. Hamburger. Bee. Chicken. Person. People. We have a lot of friends. Sorry, cái này nó phải nằm đây. And we have lots of friends. And we have many friends. And there is a lot of cheese. And there is lots of cheese. There is much cheese. Ok, translate dịch nghĩa là các bạn. Wine, cái gì? À, rượu vàng. Jar. Oh, cái lọ. Bottle, cái chai. Jug, cái bình. Banana, quả chuối. Ok, onion, củ hành. Butter, bơ. Cheese, phô mai. Tomato, cà chua. Mushroom, nấm. Freezer, tủ đông. Meat, thịt. Hamburger, món hamburger. Pea, đậu. Chicken, thịt gà, con gà. Person, một người. People, nhiều người, những người. Ok. Sang phần bài ngày hôm nay. Bài hôm nay thì có một chủ đề rất là hay sử dụng, đó là hỏi giá cả. Hỏi giá cả thì khi chúng ta sao đi ra chợ hay đi mua bất cứ món đồ thì chúng ta cũng đều phải hỏi giá cả. Ok. Chủ đề này có tính thực dụng rất là cao đấy các bạn. Theo cái phong cách dạy của tôi là sao, tôi dạy những cái gì nó thực tế các bạn áp dụng được ngay. Còn tiếng Anh là có rất là nhiều thứ nha các bạn, nhiều lắm. Học các bạn học để mà sử dụng thì hết được nó thì hơi bị phê pha đấy các bạn. Rồi, as usual, như thường lệ, and we have some new vocabularies. Chúng ta có một vài cái từ vựng nha các bạn, từ mới nha. Rồi, chúng ta có cái từ everyday. Everyday, học rồi. Every là mỗi mọi, ok, day là ngày. Vậy everyday là gì các bạn? Mỗi ngày, đây là một tính từ. Viết liền với nhau là tính từ. Mà tính từ sẽ đứng trước danh từ. Còn ghi rời hai chữ này ra, tách rời ra thì nó trạng từ. Trạng từ này đứng ở cuối câu nha. Rồi, tôi nói cái này nó hơi khó một chút, nghe chưa các bạn? Anh chị nào trình độ cao hơn thì hãy hiểu nó. Ok, còn thì có thể hiểu, còn những bạn mới mới thì chưa hiểu. Rồi, tôi nhắc lại, cái chữ everyday này có thể ghi, các bạn sẽ thấy như sao, có lúc người ta ghi liền với nhau, có lúc người ta ghi rời ra. Ghi dính vào với nhau như vậy nó là tính từ, mà tính từ sẽ đứng trước danh từ. Ok. Rồi, ví dụ công việc hàng ngày thì sao? Chúng ta phải nói chữ hàng ngày đến công việc. Ok, everyday work. Ví dụ vậy các bạn. Rồi, còn chữ này sao? Là trạng từ sẽ đứng cuối câu. I go to school every day, đứng cuối câu. Ok, I go to school every day, tôi đi học mỗi ngày. Rồi. Rồi, chúng ta cuộc hội thoại. Conversation. Conversation. Ở phía đằng bên sau. Conversation. Các bạn chú ý những cái đuôi sần này thì sao? Có cái đuôi này, đuôi sần này thì sẽ nhấn vào âm ngay phía trước nó. Tuy nhiên cái từ này có bốn âm cơ thì nó sẽ nhấn âm hai chỗ dấu phẩy này. Ok. Conversation. Tôi ghi lại. Rồi, conversation. Đây có hai dấu nhấn. Cái dấu nhấn trước này sẽ nhẹ hơn. Rồi, đây nhấn của cái hai từ này. Conversation. Nhấn cao hơn. Station. Conversation. Chữ này sẽ đọc cao hơn chữ này. Ok. Nhưng mà sẽ thấp hơn chữ nhấn này. Conversation. Conversation. Conversation.
các bạn đó, trong tiếng Anh sẽ có nhiều từ sẽ có hai nhấn âm, cho các bạn hai nhấn âm nhá. Rồi những cái từ nào mà phát âm bốn âm trở lên thì nó sẽ thường có hai nhấn âm. Ok, go on. Chúng ta có cái bưu điện là post office. Post office. Rồi, học từ là phải có liên tưởng đến cái từ cũ office, học rồi là văn phòng. Rồi, còn post. 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 Là gì đây? Phiên âm của nó O. Po rồi, sờ tờ. Post. Post. Đây là danh từ các bạn, cái ngành bưu chính nữa các bạn. Ngành bưu chính hay ngành bưu điện là nó đó các bạn. À, có anh chị nào đang làm bên ngành bưu chính không? Còn post office, post office đọc nối sang post office, người đọc nối sang các bạn, nối sang post, đọc nối sang chữ o của chữ này, post office, post office nhá. Yeah, post office bình thường đọc là post office để chưa, nhưng mà tôi đọc sẽ người ta sẽ không đọc rời, đọc nối là post office để cho. Post office là danh gì các bạn, danh từ là cái bưu điện nữa. Rồi, tôi sẽ giải thích cái này cho các bạn trẻ, một số bạn sao nhỏ nhỏ sẽ không hiểu. Ngành bưu chính là kể đến một công việc cho các bạn, được chưa? Đó là sao vận chuyển thư từ hàng hóa từ địa điểm này tới địa điểm khác, được chưa? Đó là ngành bưu chính. Còn cái bưu điện là sao, là một cái ngôi nhà chúng ta đến đó chúng ta gửi thư từ hay nhận gì đấy, nhận thư từ, nhận hay nhận đồ đạc, được chưa các bạn? Đó là cái bưu điện, là một ngôi nhà. Còn cái chữ này là bao kể cả tất cả, là kể cái ngành, cái nghề này, được chưa các bạn? Rồi. À, post office nối giữa ngành bưu chính với lại văn phòng thành cái bưu điện post office. Ok. Rồi chúng ta tiếp theo là bên trái, left. 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 Ở đây là một tràng từ ở bên trái. Ok. Where are you, bạn ở đâu? I'm on the left, tôi ở bên trái. Anh này anh đứng đâu vậy? Where are you, bạn ở đâu? I'm on the left, tôi ở bên trái. Ok, đứng qua bên đây. Ok, là bên phải, right. 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 Đây cũng là một tràng từ luôn. Ok, tràng từ chỉ vị trí. Rồi. Ở bên phải. Ok. On the right, ở bên phải. Các bạn nhớ tôi nhé, ở bên trái mà nói sao? On the left. On the left, ở bên phải. On the right. Ok, on the right. Tuy nhiên cái chữ right này này, trạng từ thì nó có nghĩa là ở bên phải, nhưng mà tính từ thì nó lại mang nghĩa là gì các bạn? Đúng. Rồi. Đúng nha. Một từ có nhiều nghĩa nha các bạn. Nếu nó là trạng từ thì nó sẽ mang nghĩa là ok, ở bên phải, nhưng mà tính từ sẽ mang nghĩa là đúng. Trái nghĩa với đúng là sai. Sai chúng ta có chữ gì này? Wrong. Rồi, phiên âm sao các bạn? Wrong. Âm này âm câm. On. Wrong. Rồi. Tính từ sai. Rồi, để nhớ hai cái này, tôi nói có câu một câu này, các bạn nhớ tôi. Dust. Dust là đó là, đúng không? Học rồi đúng không? À, that's right. Đây là một câu thành ngữ. Câu thành ngữ là sao các bạn? Tức là các bạn phải học thuộc mấy câu thành ngữ. Tại vì sao? Nhiều khi chúng ta dịch theo nghĩa của từng từ, chúng ta sẽ không có, chúng ta không có ra nghĩa được. Mà cái câu đó sao các bạn bắt buộc phải nhớ. Đây là một thành ngữ. That's right và that's wrong. Rồi. Cái câu này that's right, điều đó đúng rồi. Và cái câu này là that's wrong, là điều đó sai rồi. Nhớ cái câu thành ngữ nha. À, người ta nói câu à, không thầy đố mày làm nên các bạn. Rồi, that's right, điều đó đúng rồi. Ok các bạn. Rồi các bạn sao? À, không làm mà vẫn có ăn. À, các bạn nói sao? À, that's wrong, điều đó sai rồi. Không làm là gì mà có ăn, được chưa? Ok, rồi. À, go on, tiếp tục nha. Rồi, chúng ta có tiếp theo. Rồi, chúng ta có bus là xe buýt. Rồi, stop là động từ dừng lại. Bus stop, hai chữ này ghép lại với nhau là nó ra một thành một danh từ, nó có nghĩa là trạm dừng xe buýt.
Rồi, trạm dừng xe bus, vậy stop. Stop, các bạn chú ý tôi. Phiên âm stop, stop. Âm p rất nhẹ sau stop, 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 stop. Âm p vẫn bật chữ p nhá. Các bạn nghe không rõ đâu. Stop. Rồi, động từ là dừng lại. Ê, stop, stop, stop. Ok, dừng lại hay ngưng lại đều được nha. Dừng lại, ngưng lại. Anh kia, không chơi game nữa, stop, ngưng lại. Ok. Don't play video game, stop, ngưng lại. Rồi, go on, chúng ta có ngân hàng. Ngân hàng, bank. Hoặc là bank. À, các bạn hãy look at nhìn phân âm các bạn. Đây. B, A, ng, an, bank. Tức là đang đọc theo giọng của người Anh là ngân hàng. Ngân hàng hay nhà băng là một nha các bạn nhé. Đừng có thắc mắc nhé. Rồi. Bank. Còn người Mỹ sẽ là bank, bank. Các bạn đọc theo cái nào thì đọc nha. Rồi. Bank, bank. Nhưng các bạn phải biết cả hai cách. Đôi lúc người ta sẽ nói, có ví dụ chúng ta gặp người nói tiếng Anh theo giọng Anh thì nói bank. Rồi. Các bạn gặp mà sao người Anh nói người nói tiếng Anh theo giọng Mỹ thì các bạn phải nhận ra được bank. Ok, giống kiểu milk mà milk. Rồi, phải biết hết nha. Ok, cả tiếng Anh của người Anh và tiếng Anh của người Mỹ. Rồi, go on. Rồi, chúng ta có cái quán ăn cafe. Cafe, cafe. Rồi, phiên âm. Ca, nhấn đầu lên. Ca, E, I đọc cái gì này? A, rồi, cafe. Rồi, danh từ là quán ăn. Quán ăn nhỏ nhỏ đấy, quán ăn vỉa hè đó các bạn đó. Mấy quán ăn nhỏ nhỏ đó gọi là cafe. Nhiều bạn nhầm lẫn cái chữ này là cà phê nhá. Cafe, cafe là quán ăn, được chưa? Ok, cafe. Rồi còn cà phê đây các bạn. Cà phê là chữ này, tôi ghi đây. Chữ này mới là cà phê. Các bạn, thế nào? Coffee. Coffee. Coffee, nhớ đầu lên coffee, coffee, cà phê. Cà phê là danh từ không đếm được, nhà quán ăn danh từ đếm được. Ok. Rồi, cà phê thì không đếm được nha các bạn. Coffee. Do you like coffee? Yes, I do. No, I don't. Ah, yes, I do. And does she like coffee? No, she doesn't like coffee. She likes milk. Ok. Rồi, go on. Rồi, chúng ta có cái buồng điện thoại, cái buồng điện thoại. Telephone. Telephone. Là cái điện thoại, ai biết đúng không? Còn box là cái hộp. Còn telephone box. À, cái buồng điện thoại. À, cái buồng điện thoại à, tôi nói những cái chữ này sao đây một cái từ rất là cổ, những bạn trẻ bây giờ có thể sẽ không biết cái buồng điện thoại là gì. À, thời ngày xưa in the past, ở trong quá khứ các bạn, when telephone wasn't popular, khi mà sao cái điện thoại nó chưa có phổ biến, người ta chỉ có mới sản xuất ra điện thoại bàn đó. À, thì sao mà khi đó điện thoại bàn rất là mắc tiền, được chưa các bạn? À, chi phí mua và chi phí sử dụng rất là mắc tiền, nên không phải như người nào cũng có điện thoại bàn ở nhà. Nên khi mà người ta muốn gọi điện sao thì chúng ta phải ra bưu điện hoặc là ra cái buồng điện thoại này, nó là một cái tủ kính trong đó để cái điện thoại bàn trong đó, và chúng ta sao bỏ tiền vào đó để chúng ta gọi điện. Ok. À, đi một nơi nào đó, được chưa? Còn ngày nay cái buồng điện thoại này các bạn sao nó chỉ là sao ở trong cái phòng trưng bày thôi, là còn lưu lại thôi để lưu giữ ký ức thời gian thôi, chứ còn không còn sử dụng phổ biến nữa, chưa các bạn? Tuy nhiên khi các bạn coi những một số bộ phim cổ, nó vẫn có cái buồng điện thoại này, được chưa? Nó quay ở thời điểm quá khứ rồi, chưa các bạn? Ngày nay điện thoại di động phổ biến nên cái này sao nó đã biến mất rồi các bạn. Ok, cái thời 8x của bọn tôi còn nhìn thấy, còn thời 9x là hết rồi các bạn nhá. A telephone box. Rồi, go on. Đi tiếp nha các bạn. Rồi chúng ta có một giới từ with. 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 Với. Phiên âm bên sau. With. 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 Giới từ, các bạn nhớ kiểu giới từ đúng không? Preposition. Rồi, giới từ đứng trước danh từ để nối danh từ với thành phần khác trong câu. Giới từ này nghĩa là với. Rồi. Chữ này có hai cái đọc. Các bạn có thể đọc with. Hoặc là with. With. Đó, with. With, enter, with, with, with. Ờ, đọc cái nào thì đọc, được chưa các bạn? Rồi. Nhưng mà bạn đọc nhanh, người ta đọc nhanh, with. Bạn nghe rất là nhanh, with. Nhiều khi nghe thì chữ with. Ok. Rồi, with, với. Các bạn, I play video games.
tôi chơi điện tử. I play video game with my children, với tôi chơi điện tử với những đứa con của tôi. Okay, I play video game with my children. Okay, and I learn English with my teacher. Okay, tôi học tiếng Anh với thầy giáo của tôi. Okay, his name's Thưởng, tên anh là Thưởng. Okay, with, với. Rồi, go on, đi tiếp nhá. Nhiều các bài hôm nay hơi nhiều đấy các bạn. Rồi chúng ta có rồi sang đến cái đơn vị tiền tệ. Hôm nay học giá cả, học tiền tệ. Rồi, đơn vị tiền tệ của Anh là người ta gọi là tiền đồng đồng bảng Anh, pound. Pound. Rồi phiên âm là sao các bạn? A U đọc là pound, âm N pound. 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 Bật ở đi đủ âm luôn. Pound. Bật rất nhanh chữ N đi, không ra âm luôn. Pound. Mồm vẫn ấn lưỡi cái âm này, pound. Pound. Rồi, danh từ là đồng bảng Anh. Đồng bảng Anh có ký hiệu như sau các bạn. Hãy nhìn đây nha. Đây là ký hiệu của bảng Anh. Đây, đó. Ví dụ đây các bạn, 5. Từ người ta ghi như vậy các bạn đọc này. 5 pounds. 5 pounds. 5 bảng Anh. Được chưa? 5 bảng Anh. Ok. Các bạn ghi sang này. 5 pounds. Pounds. Số nhiều thêm S. Pounds. Ok. Nhớ nha. Rồi, đồng bảng Anh sao là hình, nếu tôi nhớ không nhầm là cái đơn vị tiền tệ là có giá trị lớn nhất trên thế giới. Ok. Rồi, 1 pound này là hình như là 1 pound này là đổi ra tiền Việt mình là 28 hay 29 ngàn tiền Việt một đồng bảng Anh này. Đấy chưa các bạn? Rồi, pound, pound, pound. Rồi, tiếp theo. Trong cái đồng bảng Anh này nó có một đơn vị nhỏ hơn, đó là tiền xu, 1 xu người ta nói là gì? Là 1 xu người ta nói là a penny. Penny. A penny nha, chữ ờ các bạn nha, bỏ đi nha. Các bạn có thể nói là one đều được cả. Ok. Penny. Penny. Ok, penny. Penny, penny. Rồi. Penny. Tôi ghi xuống dưới này đi. Penny. Penny. Rồi, một xu. Đây là danh từ đặc biệt, dạng số nhiều của nó từ 2 xu trở lên, cho mình sẽ không nói là penny thêm s mà mình phải có từ riêng. Rồi, pence. 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 Rồi, phiên âm như sau các bạn. Pence. Giống hệt cái gì các bạn? Chữ cây bút đó, pen mà có âm xì xong. Pence. Pence. Ok, rồi, tiền xu. Tiền xu đơn vị là tiền xu của Anh nha. Rồi, tiền xu. Ok. Và chữ này người ta có thể viết tắt là gì các bạn? Có thể ghi là đây, 5p. 5p. Thì các bạn đọc là 5 pence. Được chưa? Ok. Rồi. Còn tiền... đây là đồng tiền của nước Anh, còn đồng tiền của nước Mỹ ta có từ dollar. Dollar. Rồi phía bên sau các bạn. Rồi. Dollar. Chia R sau không đọc nối âm thôi. Dollar, dollar, dollar. Rồi danh từ gì các bạn? Tiền đô la Mỹ. Rồi đô la Mỹ đó các bạn. Rồi. Tương tự như vậy, tiền Mỹ người ta cũng có cái đề tiền xu để cho các bạn, đó là cent. Đây, cent. 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 Ok, cent. Cent. Sorry các bạn. Rồi, cent. 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 Được chưa? Rồi các bạn, cent. Rồi. Tiền xu gì đây? Tiền xu Mỹ rồi các bạn. Rồi tiền xu gì? Tiền xu của Anh đó các bạn. Rồi, cent. 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 Vậy thì các bạn 1 pound, look at the ball. 1 pound. 1 pound thì bằng bao nhiêu tiền xu các bạn? 100 pence. 1 pound thì bằng là 100 pence, 100 xu. Rồi còn 1 đô la Mỹ, các bạn chú ý đồng đô la Mỹ sẽ ký hiệu như sau. Đây là ký hiệu đơn vị tiền tệ của đồng đô la Mỹ, 1 đô la Mỹ rồi bằng với các bạn này, 100 thì các bạn cent. Rồi. Chữ sen này có thể người ta viết tắt chữ C các bạn. Ok. Rồi. Đó là đơn vị tiền tệ của nước Anh và nước Mỹ. Còn tiền tệ, đơn vị tiền tệ của Việt Nam là gì các bạn? Việt Nam đồng, các bạn ghi chữ đồng rồi thôi. Ok. Đồng. Ok. Đọc cái này tiếng Việt luôn. Đồng. Đó là tiền. Tiền thì các bạn? Tiền đồng đó. Tiền đồng của người Việt Nam mình. Rồi. Đơn vị tiền tệ của Việt Nam mình gọi là đồng nghe chưa các bạn? Ok. Rồi, đơn vị tiền tệ của người Anh gọi đồng bảng Anh, pound. Pound. Còn đơn vị tiền tệ của Mỹ gọi là dollar. Cái này một số bạn trẻ sẽ không hiểu, ok. Các bạn hãy tìm hiểu thêm ở trên YouTube, trên mạng của tôi các bạn nha. Rồi, mỗi nước sẽ có một đơn vị tiền tệ riêng, được chưa, của nước đó.
để chi tiêu ở trong nước. Tuy nhiên, cũng có một số đất nước không hề có đơn vị tiền tệ của mình mà sử dụng tiền tệ của đất nước khác để sử dụng trong đất nước mình. Cái điều đó là sao? Rất là không tốt với quốc gia đó. Nhưng tại sao người ta vẫn phải như vậy? Thì các bạn hãy tìm hiểu thêm về lý thuyết tài chính tiền tệ. Có một quyển sách rất là nổi tiếng liên quan đến tiền tệ và rất hữu ích trong những người muốn làm ăn. Đó là quyển sách Chiến tranh tiền tệ. Hãy tìm hiểu nha các bạn. Chiến tranh vũ khí, bom đạn là chiến tranh tiền tệ. Nghe rất là các bạn tò mò đúng không? Bạn nào chưa biết thì hãy tìm đọc. Rồi, go on, tiếp tục nào. Rồi, chúng ta có tiếp theo các bạn. Rồi, chúng ta có siêu thị, supermarket. Bài này dài quá nhỉ. Supermarket. Ở phiên âm sao các bạn? Supermarket. Rồi, danh từ là siêu thị. Rồi, danh từ là siêu thị. Rồi, các bạn, vậy market là gì? Market. Nhấn âm này lên, market. Rồi, phiên âm này chúng luôn cho nó khỏi nhầm. Market. Danh từ là cái chợ, là chợ các bạn. Còn super là gì? Chữ này là cái tính từ có mang nghĩa là siêu. Rồi, super là siêu. Rồi, vậy supermarket là gì các bạn? Nếu các bạn dịch ra đầy đủ rồi các bạn này, siêu chợ. Bây giờ mình dùng cái từ hay hơn là siêu thị. Rồi, chúng ta coi xem một phim Superman. Man là người đàn ông, nó chưa các bạn. Rồi, chữ man còn một nghĩa khác nữa, danh từ không nếm được là loài người. Vậy gì ấy? Superman này siêu nhân. Rồi các bạn, chúng ta chăn nuôi gà, cho nên vịt. Có gì các bạn? Gà vịt siêu nghe bao giờ chưa? Super gì ấy? Con vịt là gì các bạn? Super duck, siêu vịt. Có gì cơ? Lợn siêu. Super gì các bạn? Super gì đấy? Con lợn này pig. Ghi thêm này các bạn. Ok rồi, siêu nhân rồi, vịt siêu, lợn siêu. Ok, bạn nào con nhà lông sẽ hiểu được vịt siêu và gì đấy, lợn siêu là gì. Còn mà các bạn ở thành phố có thể sẽ không hiểu được chưa. Rồi, con vịt siêu, con lợn siêu là những con sao các bạn? Nó ăn tốn ít thức ăn, nhưng mà sao cái tốc độ tăng trưởng về trọng lượng của nó sao rất là nhanh, được chưa? Và cái thời gian sinh trưởng của nó rất là ngắn ngày. Nó làm sao cho người nông dân tạo ra cái sản phẩm nông nghiệp người ta nhanh hơn, được chưa? Tiết kiệm thời gian, giảm thiểu rủi ro, lợi nhuận cao hơn, nên người ta gọi là siêu, được chưa các bạn? Ở đó tôi giảng một chút ít về kiến thức của con nhà nông cho mấy anh chị thành phố. Rồi, đi tiếp nhá. Rồi, chúng ta có động từ truyền đưa, pass. Rồi, truyền đưa, pass. Rồi, pass. Phiên âm là pass. Động từ này nghĩa là truyền đưa, truyền hoặc là đưa. Truyền cái gì đó cho ai, đưa cái gì cho ai. Rồi, truyền hoặc là đưa được. Ok, I'm a robber, tôi là cướp này. Pass me your key. Đưa chìa khóa các bạn đây. Pass me the key. Ok. Rồi, Messi. Pass the ball. Chuyền quả bóng quá đấy. Pass the ball. Rồi, ok. Có một chữ nữa cũng mang nghĩa là chuyền đưa, nó động từ give. Rồi, thế nên sao các bạn? Give. Động từ cũng là chuyền đưa luôn. Ok, give. Ok. Give me your telephone. Đưa điện thoại của bạn cho tôi nào. Give me the telephone. Đưa lại. Don't use your telephone. Không dùng điện thoại nữa nào. Give, chuyển đưa hoặc là pass, chuyển đưa. Ok, pass. Âm gì ra? Pass. Rồi, khá là nhiều đúng không các bạn? Chúng ta có một số cái loại. Dẫu sao không còn đủ nữa bảng, tôi sẽ xóa bảng đi, ghi tiếp. Nắng nghèo này cho tôi nha. Everyday. Conversation, post office, đọc nối sang post office, post, office, left, right, on the left, on the right, wrong, that's right, that's wrong, bus stop, bank,
cafe, coffee, telephone box, with, pound, £5, penny, pence, âm gì nè, pence, dollar, cent, £1 equals bằng với equals 100p hoặc là pence được cả. $1 equal 100 cents hoặc là C, ok, đồng. Cái này bạn nào nghe được nghe nhé. A supermarket, market. A superman, super duck, super big, big. Super pig, pass, give. Rồi. Các bạn check out your notebook and write. Lấy vở ra và ghi bài đầy đủ nha. Hoa mắt chóng mặt chưa? Đó. Phong cách của tôi là vậy đó các bạn. Tôi không dạy loài ngoài mấy chữ đâu. Chỉ sợ các anh chị không tiếp thu nổi thôi, chứ tôi không có giấu cái gì hết nha. Các anh chị cứ thoải mái mà học. Còn đầy đủ hơn, nhiều khi còn đầy đủ hơn các bạn bỏ tiền ra đi học những chỗ khác. Học trung tâm mất nhiều tiền, không hiệu quả. Chuyện đó bình thường, đóng mười mấy 20 triệu một khóa học, chẳng được cái gì cả. Rồi, đi tiếp nhé các bạn. Rồi, chúng ta có một số cái loại gia vị rồi các bạn. Salt. Rồi các bạn, biết là mấy sao các bạn? Salt. Rồi, salt. Salt. Vẫn bật chữ O nhẹ thôi. Salt. Danh từ là muối. Muối là danh từ không đếm được. Muối. Ok, muối. This is salt. Đây là muối. Chúng ta tiếp theo. Tiêu. Pepper. Rồi. Pepper. Chia R sau không phát âm. Rồi. Danh từ là tiêu. Tiêu là danh từ không được. Ok, tiêu. Pepper is very hot. Tiêu rất là cay đấy các bạn. Chữ hot là nóng, tuy nhiên nó còn mang những cái khác, nó tính từ mang những cái khác, đó là cay các bạn. Pepper is hot. Tiêu thì các bạn, tiêu thì nóng, đâu có đúng, tiêu thì cay. Ok. Chúng ta có rồi, bánh mì, bread. Rồi, bread, âm đờ như sao, bread. Bánh mì cũng là một danh từ không đếm được, ok, bread. Chúng ta đếm là một ổ, hai ổ, chúng ta đếm cái ổ, ok, chứ phải đếm bánh mì nha các bạn. Rồi, go on. Rồi, chúng ta có giấm, vinegar. Giấm là danh từ không đếm được, rồi. Vinegar. R không phát âm. Rồi, giấm. Vinegar is very sour. Giấm thì rất là chua, but it's very useful, nhưng mà nó hữu dụng nữa các bạn. Ok. Rồi chúng ta có từ tiếp theo đó là dầu. Oil. Âm mồ nghe rất rõ đấy các bạn. Oil. Rồi, dầu. Cái này danh từ này chỉ dầu. Dầu này nó vừa chỉ các bạn. Dầu này là chính là gì? Nó vừa ám chỉ chiếc này, vừa ám chỉ là các bạn dầu mỏ. Mà tất cả các loại dầu các bạn bôi các thứ đều là sao? Người ta gọi là oil. Bây giờ dầu ăn chúng ta có một từ sau nối với động từ nấu, cook. Động từ nấu, ok. Rồi, danh từ đầu bếp, thêm chữ in vào nữa, cooking oil. Danh từ là dầu ăn. Rồi các bạn, dầu ăn. Rồi. Các bạn hay thấy cây xăng, chúng ta hay thấy cái chữ này. Ok, oil, được chưa các bạn? Đó, dầu, ok. Dầu mỏ đó các bạn. Rồi chúng ta có tiếp theo. Bia đắng, bitter. Danh từ là bia đắng. I don't like bitter. Tôi không thích bia đắng đâu, ok. Because đều được cả. Because bởi vì sao? Is tính từ, danh từ là bia đắng nhưng tính từ là đắng. Because bởi vì sao? It's bitter bởi vì nó đắng. It's bitter, it's very bitter, rất là đắng. Ok, I don't like bitter. Tôi không thích bia đắng đâu. Và bia đắng là danh từ không đếm được. Ok. Rồi chúng ta từ tiếp theo. Rượu vang rồi, lại thêm một loại rượu mắc tiền nữa. Whiskey. Các bạn, whiskey, hay xem phim thấy không, mấy ông businessman hay drink
Whisky, mấy ông thương gia hay uống gì các bạn? Hay uống whisky, còn xa quản worker, công nhân, porter, mang vác hành lý, waiter, bồi bàn. Thì các bạn don't drink, không uống whisky, mà thì bạn bring water, uống nước, nước lọc thôi. Whisky, phiên âm sao các bạn? Whisky, rồi. Danh từ là rượu gì các bạn? Rượu whisky đó, các bạn ghi chữ whisky tiếng Việt sao ghi nhá. Rượu whisky, rượu wit. Tôi không biết tiếng Việt ghi sao đây. Whisky à, vậy à. Rồi. Chữ này có thể ghi theo cách này, bỏ chữ e đi cũng được. Đều đọc là whisky hết nha. Ok, lằng nhằng nha, nhớ nhức đầu nhức óc quá. Đó, tiếng Anh là vậy, đâu có đơn giản đâu các bạn, giỡn mặt. Quay lên bảng mấy kia, what's your name? Where you from? What color is this? Cái đó đơn giản lắm các bạn, chẳng có vấn đề gì cả. Và cho các bạn. Đi tiếp nha. Và chúng ta có loại nước nó là soda, nước soda, soda. Nhưng mà sao các bạn? Soda. Soda. Nước soda. Nước soda là một loại nước sao các bạn, có ga đúng không? Ga nhẹ nhẹ đúng không? Rồi. Thật sự là tôi cũng không có khái niệm rõ ràng về nước soda lắm nha các bạn. Các bạn nên Google search cho tôi. Một loại nước ai cũng biết này, rồi Coca. Coca, Coke. 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 Âm cờ Coke, âm cờ như sau, Coke, Coke, Coke. Danh từ không được nha các bạn, là nước Coca. Nước Coca đó các bạn. Danh từ không được, Coke. Ok. Coke isn't expensive. Nước Coca thì không mắc. It's cheap. Ok, nó rẻ tiền, but it's very delicious. Nhưng mà rất là ngon nè các bạn. Ok. And do you like Coke? Bạn có thích không? Do you like Coke? Bạn thích Coca không? Yes, I do. Ok. Rồi, Coke. Rồi, chúng ta có tiếp theo. Rồi, một tính từ nữa. Đó là các bạn, certain, chắc chắn. Certain. Rồi, certain. Rồi, phiên âm các bạn. Rồi, sẽ ghi tiếp theo. Tờ với N, âm N, ẩn. Rồi, certain, certain. Đây là một tính từ có nghĩa là chắc chắn. Rồi. Trời đất ơi, có người sao các bạn trúng xổ số 5 lần rồi mà sao vẫn nghèo? Are you certain? Bạn có chắc không? Are you certain? Bạn chắc không? Đây là tính từ, còn trạng từ của nó, certainly. Certainly. Rồi, phiên âm sao các bạn? Certainly. Đây là trạng từ. Chắc chắn rồi. Việt Nam đá banh thắng Thái Lan. Chắc chắn rồi, certainly, certainly. Certainly, chắc chắn thôi. Các bạn nói không, certainly, chắc chắn. Ok, chắc chắn thôi, certainly. Rồi, tính từ, trạng từ. Ok, một con người, một người đàn ông chắc chắn. Certain man, chúng ta dùng chữ nào? Đương nhiên phải dùng tính từ. Ok, có tôi nói, I learn English, certainly. Tôi học tiếng Anh cách chắc chắn. Thì chúng ta dùng trạng từ. Để ý trạng từ, cái trạng từ đứng ở cuối câu nhé các bạn. Rồi còn tính từ sao? Tính từ sao? Đứng trước danh từ và đứng sau động từ to be. Nhớ cái vị trí của nó. Chúng ta sử dụng tính từ và trạng từ cho nó đúng nha. Hãy để ý cho tôi. Càng ngày độ khó tăng lên đấy nha. Tôi sẽ có một bài học sâu hơn về cái mấy cái loại tính trạng từ này. Nhưng bây giờ các bạn để ý cho tôi đọc. Các bạn đọc các văn bản tiếng Anh, các bài báo tiếng Anh, câu chuyện tiếng Anh. Các bạn phải để ý để xem người ta dùng chữ nào, vị trí đứng như thế nào. Để các bạn mới cải thiện được rõ ràng nhé. Rồi. Xong. Rồi. Bây giờ người ta các bạn có một cái từ loại gọi là thành ngữ. Ok, expression. Expression. Rồi, các bạn chú ý cho tôi, thành ngữ, expression. Expression là thành ngữ. Rồi mỗi một bài học sẽ có thành ngữ, các bạn thành ngữ giống kiểu ở Việt Nam thành ngữ không thầy đố mày làm lên, đó là mấy cụm từ chúng ta thường hay nói sao, không cần phải suy nghĩ ráp riết cái gì cả. Được chưa các bạn? Trước giờ đã sử dụng bao lần như vậy rồi. Thành ngữ được chưa các bạn? Rồi nhá. Không thầy đố mày làm nên. Rồi. Đó thì thành ngữ là những từ như vậy, trong tiếng Anh cũng có những cái thành ngữ như vậy. Rồi, chúng ta có một câu như sau. That's right. That's all right. That's all right. Không có gì.
Right. Những từ đúng mới học xong. Ok. All. Tất cả. Rồi, that's all right. Không có chỉ. Nhớ học thuộc cái này cho tôi. Không có chỉ. Nếu tôi giúp các bạn nói cảm ơn tôi, thì tôi nói that's all right. Không có chi đâu. Không có chi, không có gì hết. Ok. That's all right. Không có chi, không có gì hết. Đó là cái chữ này, that's all right. Rồi, ok. Vậy all right. All right là gì các bạn? Cái này thành ngữ nhá, còn là tôi giải thích cái từ này. Rồi, all right. All right. All right. All right. Rồi nó bằng cái chữ này các bạn này. Ok. Bằng chữ này yes là gì các bạn? À được. Ok là vâng. Đó, ba chữ này bằng nghĩa nhau. Câu này là thành ngữ expression, còn cái này tôi chỉ giải thích nghĩa của riêng của hai của chữ này thôi. Ok. Rồi. Tôi nói ê. Đi uống coffee không, cà phê không? All right được hay gì? Ok, ok, ok. Yes. Ok. Nói chữ nào nói? Đây, ba chữ này bằng nghĩa nhau. Ok. 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 Ok, ok, ok. Rồi, yes, all right. Tôi cứ ok, ok, tôi quen xứ rồi. Ok, 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 ok. Yes, all right. Ok. Rồi. Một cái thành ngữ tiếp theo, đó là here you are. Here you are. Học thuộc lòng đó các bạn nha, here you are. Câu này nghĩa là của bạn đây này. Tất cả mấy chữ này đều quen cả nhá. Rồi, here you are. Của bạn đây này. Câu này sử dụng như thế nào? Khi chúng ta đưa cái gì đó cho ai mà nói here you are, của bạn đây này. Ok. Rồi các bạn. Ví dụ bạn nhờ tôi sao bạn give me đưa tôi give me the notebook, đưa tôi quyển vở là tôi nói here you are, của bạn đây này. Nhớ nhá, thành ngữ đó học thuộc lòng, nó thành ngữ là học thuộc luôn, nhớ luôn. Rồi, go on. Rồi, trong một bài này cũng có một cái cấu trúc sử dụng cấu trúc is there. Các bạn chú ý thôi. Is there a post office? A post office near here? Near here. Rồi, cấu trúc có này. Có một cái bưu điện sao? Near gì? Gần, ở gần đây. Câu này thường thường dùng để hỏi đường các bạn. Ê, có cái bưu điện ở gần đây phải không? Is there a post office near here? Bây giờ mình hỏi tiếp. Có ngân hàng gần đây không? Nói sao? Is there a bank? Thay đi. Is there a bank? Rồi, near here? Được không? À, tôi đang muốn đi Sài Gòn, bây giờ tôi phải đi bằng xe buýt mới được. Rồi, is there a post, a bus stop? A bus stop? Có cái gì đây? Trạm xe buýt gần đây không? Is there a post stop? Ok. Is there a bus stop near here? Có không? À, nếu các bạn có nó sao? Các bạn there see? There trả lời đúng cho cấu trúc is there thôi. Yes, there is. Hoặc thì các bạn nếu không có, no there isn't. Ok. Rồi các bạn nhớ cho tôi nha, đó mấy câu này. Đó, khi chúng ta muốn hỏi thăm về cái địa điểm nào đó, chúng ta sử dụng cấu trúc câu này. Nhớ chưa các bạn? Thay đổi cái vị trí của cái danh từ đi. Rồi. Được chưa? Bây giờ hỏi. Is there a hotel near here? Có cái khách sạn ở gần đây không? Khách sạn. Tôi bổ sung thêm cho các bạn mấy cái từ mới nha. Khách sạn là gì các bạn? Hotel. Hotel. Phiên âm ở đây các bạn. Hotel. Nhấn đầu lên. Hotel. Danh từ là khách. Khách sạn rồi. Rồi, hotel, khách sạn. Rồi, nghề bác sĩ là gì các bạn này? Doctor. Doctor. Rồi, phiên âm đây các bạn. Doc. 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 Doctor. Nhấn doctor. Doctor. Rồi, danh từ bác sĩ. Ok. He's very handsome. Anh rất đẹp trai. He's handsome. Anh đẹp trai. And what does he do? What does he do? Anh làm cái gì? And he's a doctor. He's a doctor. À, còn nha sĩ gì mà dentist. Bác sĩ dentist. Dentist nha sĩ. Rồi. Phiên âm sao các bạn? Dentist. 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 Danh từ là nha sĩ. Nha sĩ, bác sĩ là người chữa những cái tất cả các bệnh của con người đấy chưa? Rồi. Còn nha sĩ là người chỉ làm một công việc nhất đó là làm những công việc liên quan đến chữa bệnh về răng trong người ở đó, làm răng giả, là hàn răng sâu các bạn. Nha sĩ thì thường sao công việc người ta sẽ đơn giản hơn rất là nhiều so với lại bác sĩ các bạn.
Ok, bác sĩ trình độ cao, học rất là giỏi mới được nha các bạn. Ok, Dentist. à, nha sĩ. Ok. Oh, what is job? Oh, sorry. What's her job? Nghe cô ấy là gì vậy? She's a dentist. Cô ấy là một nha sĩ. Rồi. Rồi, bây giờ tôi hỏi, có cái khách sạn nào gần đây không là sao? Is there a hotel near here? Is there a hotel near here? Yes, there is. Oh, được chưa? Rồi. Listen and repeat. Lắng nghe học này. Salt, salt, salt. Pepper, pepper. Bread. Vinegar, vinegar. Oil, oil. Cooking oil. À, chữ này âm ồ nó nghe rất rõ sao nha. Cooking oil. Bitter. Whiskey, whiskey. Soda, soda. Coke, coke. Certain, certainly. That's all right. That's all right. Đọc nối âm sang that's all right. Cái chữ này all. Cái âm all. Ok. That's all right. That's all right. Âm tờ như sau. All right. All right. Ok. Yes. Here you are. Here you are. Is there a post office near here? Is there a hotel near here? Is there a bank near here? Is there a bus stop near here? Ok. Hotel. Doctor, doctor, dentist, dentist, dentist. Rồi. Rồi, bây giờ mới vào cái phần chính đây, đó là hỏi giá cả. Choáng chưa mấy anh chị? Choáng rồi đúng không? Rồi, hỏi giá cả. Rồi, bây giờ có một đồ vật để cho các bạn. À, mình sẽ hỏi giá như sau. How much? À, bài hôm trước chúng ta học how much là bao nhiêu. Được chưa? Tuy nhiên how much nó còn một nghĩa khác, đó là giá bao nhiêu. Rồi, how much is it? Một đồ vật mình hỏi nó thì giá bao bao nhiêu, được chưa các bạn? Ok. Rồi, chính vì trả lời hỏi một đồ vật nên mình trả lời nó thì rồi is a. Rồi đọc tắt is. Có anh nào chị nào giờ chưa biết tại sao đứng vậy không? Và mấy này là cái gì không? Rồi, đừng có nói không biết nha. Is không biết được coi này mấy bài trước hay chưa? Is nó thì ví dụ à nó 5 bảng Anh nha các bạn. À 5 pounds. Ok. Hoặc tôi có thể sao ghi đời ra thì các bạn này. 5 pounds, tức là tôi không ghi cái này, tôi thể ghi chữ này 5 pounds. Muốn ghi kiểu nào thì ghi, được chưa? Nhưng đọc vẫn là phải đọc giống nhau 5 pounds, được chưa? Rồi bây giờ sao, muốn nói giá khác đi. Rồi 5 bảng 10 xu. Ok, nói sao 5 pounds, tôi không muốn ghi này, tôi ghi như vậy cũng được. Rồi 5 pounds, 5 pounds. Ok, rồi 5 pounds. À, 10. Không cần ghi chữ penny nữa, người ta vẫn hiểu nha các bạn. 5 pounds 10. 5 bảng 10, 10 chứ tức là nẻ gì? 10 xu. Ok. Rồi. Một đồ vật. Được chưa? Bây giờ từ hai đồ vật trở nên. À, tôi lấy ví dụ mở rộng ra. Bây giờ mình không hỏi nó bao nhiêu tiền nữa. Bây giờ mình đi ra ngoài cửa hàng mình hỏi. Bảo cửa hàng mà what do you want? What do you want? Bạn muốn cái gì nói? I want a pen. Tôi muốn một cây bút, trong bà nói. And here you are. Của con đây này, của bạn đây này. Here you are. Rồi bây giờ mình hỏi, bà ơi, một cây bút bao nhiêu tiền? Hỏi sao? How much? Một cây bút là gì các bạn? A pen. Ở đây sử dụng động từ gì? Động từ to be. Vậy một cây bút là chủ từ S mấy? S một, động từ to be là gì? Is. How much is a pen? Rồi. Tại vì các bạn, đây là một chủ từ S1 nên chúng ta một đồ vật chúng ta nói sao? Thay thế cho một đồ vật nó thì rồi is, ví dụ is for 4000 4000 đồng, 4000 thì các bạn, 4000 đồng, 4000 đồng. Ok. Rồi, is ở đây $1, một đô la. Ví dụ vậy các bạn. Rồi, được chưa? Tương tự như vậy các bạn bảo một sao, một que kem bao nhiêu tiền? How much is it? An ice cream.
Các bạn hãy sáng tạo lên. Một số bạn sao đi mua một quả chuối bao tiền? How much is this a banana? Okay. Is it một quả chuối bao tiền các bạn? It's 1,000 đồng, 1,000 đồng. Okay. Hãy sáng tạo lên các bạn. Đây là cái câu gốc nhà trường hay dạy các bạn, nhưng tôi yêu cầu các bạn phải mở rộng ra. Không nhất thiết là nó bao tiền mở rộng ra được chưa? Rồi. Bây giờ từ hai đồ vật trở nên. Rồi, chúng ta sẽ hỏi sao? Chúng bao nhiêu tiền về how gì? How much are they? Chúng. Rồi. Chúng thì rồi, how much thì các bạn bao nhiêu? Bao nhiêu tiền? Đó nha, cũng là how much. Bài trước là sao? Là bao nhiêu, nhưng bài này dùng hỏi giá tiền. Ok, hãy để ý nhá. Kỹ những cái bài hôm trước, bài này đừng có nhầm lẫn nha các bạn. Ví dụ tôi nói how much water are there thì là gì? Có bao nhiêu nước? Sorry, how much water is there thì có bao nhiêu nước? Thì nói how much is it thì nó bao nhiêu tiền? How much is a pen? Một cây bút thì bao nhiêu tiền? Đấy nhá. Rồi. Và tương tự như vậy chúng ta trả lời sao? Rồi. Không thể trả lời nó được nữa. Trả lời chúng. Rồi, they are. They are tắt thì các bạn này. They are. They are, ví dụ they are nói tiền đã. They are $5. Đấy. Ghi vậy, $5 hoặc ghi rời ra gì các bạn này. Ghi đầy đủ theo từng chữ $5. Rồi, $5. Ok. Rồi. Đó, nhưng bây giờ sao các bạn? Tôi muốn mở rộng ra. Giờ không hỏi chúng bao nhiêu tiền nữa. Chúng ta cầm đồ vật lên cho nói hỏi chúng bao nhiêu tiền, một đám một đống đồ, chúng bao nhiêu tiền. Bây giờ sao mình hỏi cụ thể hơn. Rồi nhá, cụ thể hơn. Rồi tôi nói dùng từ mới nha. À, các bạn, 10 quả cà chua bao nhiêu tiền? À, 10 quả cà chua, rồi danh từ số nhiều rồi. Vậy how much? How much? How much? Rồi 10 quả cà chua thì các bạn 10 tomatoes. 10 tomatoes. Rồi. 10 quả cà chua trừ từ S mấy? S2 động từ to be là A. Rồi, trả lời sao? Rồi, there are 20,000 đồng. Ok, 20,000 đồng. Ok, rồi được chưa? Rồi. Ngoài sử dụng cách hỏi như này ra. Được chưa? Chúng ta còn sử dụng với động từ thường nữa. Các bạn thấy không? Trong hai câu hỏi giá cả này người ta sử dụng động từ to be, được chưa? Rồi, ngoài ra chúng ta có sử dụng động từ thường nữa cũng để hỏi giá tiền luôn. Rồi. Đó là chúng ta có câu như sau, có động từ sau cost. Cost. Rồi, phiên âm sao các bạn? Cost. Cost. Chỗ này có hai nghĩa. Nghĩa động từ là có giá là, còn nghĩa danh từ là giá cả. Chính vì vậy các bạn hay đi siêu thị, các bạn hay thấy cái chữ này cost. Bên cạnh đó người ta ghi giá tiền là vậy. Cost ở đây trong trường hợp đó là danh từ là giá cả. Ví dụ các bạn cost ở đây là 200k. Đó các bạn. Ok, rồi cost. Chữ này trong siêu thị người ta ghi các bảng giá thì nó có nghĩa là giá cả là danh từ, còn động từ có giá là. Bây giờ hỏi nó có giá bao nhiêu? Ta hỏi như sau. How much? Rồi, nó có giá bao nhiêu? How much is cost? Is cost. Rồi, thấy chưa? Rồi, mà đây là chủ từ S1, động từ thường, vậy sử dụng trợ động từ gì? Does. How much does cost? Ok. Rồi, câu trả lời các bạn có thể trả lời là sao? Nó thì có số tiền ra. Ok, dù nó thì sao các bạn? 10 pounds. Hoặc các bạn có thể trả lời là nó có giá là is cost. Is cost. Chủ từ S1, động từ thêm S rồi, is cost 10 pounds. Ok. Rồi, được không? Rồi. Tương tự như vậy, bây giờ bạn sao không hỏi sao nó có giá bao tiền, bây giờ hỏi một cây bút giá bao tiền. How much? How much? Rồi, tôi ghi ở đây cho các bạn dễ xử. How much? Rồi, một cây bút, a pen. Rồi, động từ cost. Cost. Rồi, chủ từ S1, động từ thường, trợ động từ does.
Rồi, is 4,000 đồng. 4,000 đồng, rồi, ok. Tương tự các bạn đổi chủ từ đi. Right, rõ nha. Và bây giờ không phải là một đồ vật nữa. Bây giờ là hai đồ vật trở nên thì sao? Mình nói cũng tương tự mình how gì đấy. How much do they cost? Một ở đây nha. Do they cost? Chúng thì có giá bao nhiêu tiền? Rồi trả lời đi, nói chúng. Có thể trả lời với động từ thường. They are, ví dụ 20.000 đồng, 20,000 đồng. Hoặc các bạn là gì? Sử dụng động từ gì đấy? Động từ thường cost. They cost. Chủ từ S2 động từ không thêm. They cost 20,000 đồng. Tương tự vậy các bạn hãy đổi chủ từ đi cho tôi nha. Được chưa? Vậy tôi nói lại, để hỏi giá cả, chúng ta có thể hỏi với động từ to be. How much is it? How much are they? Rồi, bây giờ có thể hỏi với động từ thường. How much does it cost? Và how much do they cost? Hai cách hỏi giá tiền. Nhớ nha các bạn. Được chưa? Đó, trình độ cơ bản các bạn nên biết hai cái cách này. Hai cái này rất được hay sử dụng, nói về giá cả. Được chưa? Rồi. Để cho bài học nó thêm phần hứng thú và có tính ứng dụng thì tôi sẽ cho các bạn một đoạn hội thoại nho nhỏ, các bạn học thuộc liên quan đến cái giá cả này. Rồi cái người này là cái người bán hàng, người này là người mua hàng. Rồi người bán hàng khi nhìn thấy khách hàng, người ta nói sao nhỉ? What do you want? Rồi bạn muốn cái gì? Rồi người này nói I want. Rồi I want a ruler. Rồi, I want rulers. Tôi muốn gì đấy? À, những cái thước kẻ. Rồi bây giờ bà bán hàng hỏi tiếp. Thế bạn muốn bao nhiêu? How many rulers? Rồi chủ từ how many, danh từ đưa cho hiểu. Bạn muốn do you want? Bạn muốn bao nhiêu cái thước kẻ? Rồi người này nói sao? Rồi người B nói I want a ruler, tôi muốn một cái thước kẻ. À, được chưa? Tôi muốn một cái thước a ruler. Rồi bà A bà nói sao? Here you are, của bạn đây này. Here you are. Ok. Rồi người B người ta muốn phải trả tiền chứ, hỏi nó bao nhiêu tiền? How much is it? Rồi. À, bà A bà bán hàng bà nói sao? It's 10,000 đồng. Đây là một cái đoạn hội thoại nho nhỏ. Các bạn bắt buộc phải học thuộc. Tôi nói là các bạn muốn nói tiếng Anh tốt mà các bạn không có chịu nhớ những cái câu chuyện thì các bạn sẽ không bao giờ nói tiếng Anh tốt được. À, một cái ví dụ rất điển hình đó là sao? Một giáo viên lịch sử của Việt Nam mình nhờ học lịch sử tốt, ok, một phần thôi, nhờ học lịch sử tốt mà có thể thắng được biết bao nhiêu các cái nhân tài quân sự của Pháp, của Mỹ, đó là các bạn ai? À các bạn, ông Giáp, bác Giáp đúng không các bạn? Rồi, đó, chúng ta cũng phải nhớ những cái câu chuyện để chúng ta có thể nói tiếng Anh tốt nha các bạn. Nha, đó là cái quy, đó là cái bí kíp võ công đấy các bạn. Ok, rồi học thuộc cái đoạn hội thoại nhỏ này để tập nói. Rồi, bài này khá là dài rồi. Rồi, nhanh nhá. Listen and repeat. And how much is it? How much is it? Is it đồng nối chẳng? How much is it? And is 5 pounds. Okay. How much is a pen? And how much is an ice cream? How much are they? They are $5. And how much are 10 tomatoes? And they are 20,000 đồng. And cost. How much does it cost? Does it, đọc nối sang does it cost? How much does it cost? And is 5 pounds, it cost 5 pounds. And how much do they cost? They are 20,000 đồng. And they cost 20,000 đồng. Ok, rồi. Tôi nhắc lại một lần nữa, tất cả những tài liệu liên quan đến bài học tôi sẽ đăng lên nhóm Facebook có tên là Tự học tiếng Anh ở A to Z English. Phần link dẫn vào bài học vào cái trang này tôi để ở dưới phần mô tả của video. Nhớ thực hành ở nhà, ghi chép đầy đủ, ok. And đừng quên ấn nút gì các bạn, like, thích, rồi share, chia sẻ,
Rồi, và subscribe, đăng ký. Rồi, goodbye, see you. Hẹn gặp lại các bạn nhé.